chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vật Vờ Studio. Vì hôm trước chúng ta đã xem video live stream sự kiện ra mắt dòng P30 series của Huawei tại Pháp, thì ngày hôm nay mình đã có trên tay chiếc điện thoại là Huawei P30 Pro phiên bản màu Aurora. Tuy nhiên là mình sẽ muốn chia sẻ đến các bạn là 5 cái điểm nhấn nổi bật trên cái sản phẩm P30 Pro. Và nếu như anh em quan tâm đến những sản phẩm của P30 series thì có thể đặt hàng trước tại link mình đã để phần mô tả chi tiết phía dưới nhé. Đặc biệt là có những cái ưu đãi cho các bạn đặt trước dòng sản phẩm P30 series. Khi mà mua P30 Pro hoặc là P30 thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được quà tặng hấp dẫn là có thể là Huawei Watch này hoặc là Talk Band này. Ngoài ra thì đặc biệt sẽ nhận được bảo hành 2 năm, điều mà chỉ có đặt hàng trước mới có thôi. Và đặt hàng trước P30 Lite cũng có quà luôn nha các bạn. Điểm nổi bật thứ nhất mà mình ấn tượng trên dòng sản phẩm P30 mới ra mắt của Huawei đó chính là về phiên bản màu sắc. Thực sự thì năm nay Huawei đã đem đến cho người dùng những cái lựa chọn màu sắc nhìn nó cá tính và nó rất là ấn tượng. Cái màu sắc mà mình thích nhất đó chính là màu Breathing Crystal. Nó cảm giác là cái sự kết hợp giữa cái màu trắng ngọc trai của Huawei P30 Pro với cả cái màu Aurora. Nó sẽ cho ra một cái màu trắng này, xong rồi ánh kiểu 7 sắc cầu vồng và nó sẽ hơi thiên xanh một chút. Ngoài ra thì nếu như mà bạn nào mà thích cái sự cá tính và nổi bật thì các bạn sẽ thích cái màu là Amber Sunrise, như kiểu ánh bình minh vậy. Và nó rất là, cảm giác nó là màu đỏ cam ấy, cực kỳ là nổi bật luôn. Và điểm nổi bật thứ hai của sản phẩm P30 Pro là gì? Trên thế hệ mới này thì chúng ta đã được nâng cấp tới 4 camera. P30 và P30 Pro đều cùng có một camera chính độ phân giải rất là sắc nét. Ngoài ra thì chúng ta còn có ống kính chụp zoom tele này. Chúng ta còn có một cái ống kính chụp góc rộng nữa. Và P30 Pro sẽ được trang bị thêm một cái ống kính TOF cho phép các bạn là chụp xóa phông nó sẽ mượt mà hơn. Và cái điểm thứ ba cũng chính là về camera. Và trên chiếc điện thoại Huawei P30 Pro của chúng ta sẽ cho phép khả năng chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn với một cái cảm biến ảnh mới là RGB. Nó sẽ giúp thu sáng được nhiều hơn 40% so với cảm biến ảnh cũ. Bên cạnh đó thì một cái khẩu độ lớn hơn là f1.6 cũng cho phép thu sáng nhiều hơn 25% so với P20 Pro. Tính năng chụp đêm unshot cũng đã được hãng này trình diễn khi mà đem so sánh với những cái bức ảnh chụp đêm này, chụp thiếu sáng giữa P30 Pro với cả XS Max và S10 Plus, mọi người có thể xem lại. Và điểm thứ tư nổi bật trên sản phẩm P30 Pro cũng vẫn là về camera. Thực sự thì năm nay hãng đã có quá nhiều những cái điểm nhấn về camera của mình. Gần như là kiểu thiết lập lại cái khả năng chụp ảnh ấy. Điểm thứ tư này sẽ là nói về khả năng zoom. Thì trên chiếc P30 Pro của chúng ta sẽ có khả năng zoom quang lên tới 5x này. Các bạn sẽ có zoom light là 10x và cho phép zoom số 50x, cực kỳ là ấn tượng. Và chiếc P30 của chúng ta cũng cho phép zoom quang học lên tới 3x này, zoom hybrid 5x và zoom số lên tới 30x. Nói chung thì những cái khả năng zoom này mọi người đã xem được bức ảnh so sánh giữa P30 Pro so với hai flagship của hai ông lớn là Apple và Samsung. P30 Pro sẽ cho cái chất lượng ảnh chụp zoom lên nó vẫn giữ được cái độ chi tiết. Và cái điểm thứ năm mình nghĩ rằng là một cái điểm nổi bật trên chiếc P30 Pro đó chính là về khả năng quay video. Thì với P30 Pro chúng ta sẽ được trang bị chống rung quang học trên cả hai camera, camera chính và camera ống tele. Quay phim chống rung sẽ tốt hơn và có cả chống rung IIS của Huawei nữa. Bên cạnh đó thì khi mà quay phim các bạn cũng có thể quay cùng một lúc hai camera với dual view video. Nó sẽ cho phép các bạn là quay vừa góc rộng và góc cận nữa. Cái này thì khá hay ho cho các bạn nào mà thích vọc vạch quay kiểu nghệ thuật, có thể là quay beauty này hoặc là quay phong cảnh này, rất là hay. Và vừa rồi là 5 những cái điểm nổi bật trên sản phẩm Huawei P30 Pro mà mình muốn gửi tới các bạn. Thực sự thì năm nay Huawei đã có quá nhiều những cái điểm nhấn lên camera của thiết bị này. Với cái điểm số DxO Max cũng rất là cao, vẫn là dự vị trí số 1 hiện tại. Thì mọi người đánh giá như thế nào? Bên cạnh đó thì chiếc Huawei P30 Pro của chúng ta cũng có những cái ưu điểm khác. Ví dụ như là viên pin được cải thiện 4200mAh này, có khả năng sạc nhanh 40W, sạc đầy 70% pin chỉ trong vòng 30 phút nữa, và sạc không dây lên tới 15W. Ngoài ra thì cũng có được trang bị khả năng sạc ngược tương tự như trên Mate 20 Pro. Bên cạnh đó thì Huawei còn có giới thiệu một cái tính năng mới là kết nối truyền tải dữ liệu ảnh và file giữa thiết bị Huawei P30 Pro với cả những cái laptop của Huawei để xây dựng một cái hệ sinh thái toàn diện hơn. Còn về những sản phẩm như Huawei P30 và P30 Lite, anh em cũng có thể tham khảo. Mình đã có những cái video mở hộp rồi, Vinh Show đã mở rồi trên Vật Vờ Studio nhé.
Những cái sản phẩm này thì cũng có những đặc điểm, ví dụ như P30 Lite của chúng ta mức giá thấp hơn, có một cái thiết kế màn hình giọt nước này chứ không phải là tai thỏ như thế hệ trước nữa, và camera selfie cũng ấn tượng, 32 megapixel chụp ảnh ultra night này, rồi là có cả chip Kirin 710 nữa. Vậy thì mọi người đánh giá như thế nào về màn ra mắt dòng sản phẩm P30 series của Huawei? Mọi người anh em mà quan tâm đến sản phẩm nào, muốn đặt hàng trước thì có thể tham khảo đường link về sản phẩm mình để mô tả chi tiết phía dưới nhé. Đặc biệt là khi đặt hàng trước, chúng ta sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn. Bên cạnh đó là bảo hành lên tới 2 năm mà chỉ có đặt hàng trước mới có thôi. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chào xin, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên ấn subscribe cũng như là bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Và có hẳn một playlist ở đây để cho anh em có thể xem về những video review các sản phẩm khác ở trên Vật Vờ Studio. Bye bye!